Bên đây là điện kéo ra từ Hòn Nghệ, bên kia là Hòn Sơn bên kia. Anh Triền vừa mới thả neo xong. Quá trời à. Rồi, sóng hơi lớn nha. Rồi, chào cả anh em. Chuẩn bị thả mồi nha. Xuống mồi coi. Hy vọng là điểm mới này cá nhiều. Thấy im quá. Sóng càng lớn cá càng nhiều. Tép lên trời. Xong chưa sao có nồi vậy? Lấy gì? Xúc cho nó mới tép à. Bỏ vô cống nè. Lấy cái cống nó đựng cho chết. Xúc vô. Chắc nước ra. Đây. Chừng hất văng ra. Đẩy con mồi vô. Hy vọng điểm mới này cá nhiều. Này chắc không có đá đâu. Đó, đó, lên. Cái gì đây? Đường bạc hả? Sóng biển lên đinh. Đang ngồi cầm cần chờ cá cắn câu. Bạn mạng quá. Đâu rồi, dở lên nè. Bự không? Đù. Đếm. Mày có bỏ bên của mày không? Sao tao tìm thấy? Cứ ngắt này tới tới không? Tìm hoài không thấy. Rồi, rung lên con nữa kìa. Rung lên nữa kìa. Rung lên nữa kìa. Mày hả, bự ra. Đâu, lớn hàng. Cái gì ta? Động. Quá đã. Móc chỗ này sao sức nổi. Quá đẹp. Liên tục gì là mau lên hòn lắm nha. Cái này mà lúc như thời đi ra dạng. Cái câu mực câu tới ngày. Ừ, sao mình không mực câu ta? Cái câu bạch tuộc á, nó dai lắm, con quại luôn. Câu này câu bạch tuộc dễ dàng. Câu bán, câu này câu này. Cá đỏng không à? Lưỡi cái chim lính bóng không còn đâu xíu lại sọt nè, nó ăn ngon lắm. Rồi, đúng rồi, rồi. Con này nhỏ, hơi yếu, nó rồi đó. Ôi trời ơi. Từ từ. Làm gì né vậy cha? Làm né gì? Mở sao mà nó còn cái gai để thôi nó đâm. Đâu kìm đâu. Đây này có cái nỏ nè. Cây chiên mở cá mà. Cậu ơi, cái kìm này cậu ơi. Cái nỏ này đi cá này. Nè nè. Khỏi khỏi khỏi. Đây có cây đi đồ nghề nữa đây. Một em cá ngát. Cá ngát đây vàng tươi trời. Sức rồi đó. Khoan nữa nó quấn dây vô này. Cái kìm này cậu. Có cây gỡ rồi. Thịt sổ dây ra. Tiếp tục di chuyển chỗ khác. Sang chỗ mới tục câu chèn chụp cái dây ra nước ngoài trả thêm chồng nữa đi lại neo á, cái này trên nước hơi sâu hơn kia đó rồi bỏ mấy nước ngoài này được rồi. Một em chạy đầu kêu thoát mú mú gì đây không biết hả? Mú ruộng hả? Nó không có màu hồng lên cái này. Dính cầm cái cổ này. Cần kia dính rồi kìa. Đó, cá to. Ư, bự gì? Chắc tươi kìa. Quá rồi, quá. Cái gì? Đưa lên luôn à. Hỗ trợ. Cá mới nè. Cá đó cá chàm hả gì? Cá đổ tới ơi. Quá. Quá to, cần thủ đây, cần thủ đây. Vô bầy đó. Vô bầy đó. Được không? Rồi, con gì đây? Cái gì? Cái đổng hả? Dính rồi đó, bự không ha? Đúng không? Cá nữa vô quá ta. Được đúng. dính là gì nè, hả? Từ từ kìa, nó dính rồi đó, đó bự đó rồi, vuột cái gì vậy? Dính của gà nó kéo dạt qua nó luôn, nãy nằm đây nè. Hai lưỡi tốt thử coi. Lên hàng. Sò, ốc nhiều lum. Cá gì trời. Chừng cá lớn á, nó đó. Thấy vậy rồi không? Thì nó giống như đá vậy, nãy con kia cũng vậy đó. Đó nó ghi là tực lại, nhúc nhích cái đầu kìa nè. Nó mặn lắm. Nó không tưng cái gì chứ ha. Dính đá về. Không phải mà dính cá đó. Cá rồi đó. Dính cá đó, lâu từ lên đi. Cái bự đó. Lâu từ lên đi. Nó đó, cá bự đó. Nãy nhiêu là nó đi dây. Nó đi đó, nó kéo ngược đó. Đấy nè. Cái gì con? Phải không? Ủa gì vậy? Nó đúng rồi. Đây tao. Nó đó. Phải không? Nó là gãy câu luôn rồi. Dính đá. Đá. Đá không? Cần mày là cá đó, kéo lên đây, đó từ lên đó lên đó, nếu đá là đâu lên đâu, bị ngược lên đúng không? Đã bao nhiêu giây là nó hết nhiêu giây à? Thì đó nó lôi đi đó. Rồi cứ cuốn thâu từ cái lên đi. Mày cứ thâu lên đi, đừng xả nhiều quá. Cái cần này. Biết được nữa, đó, xúc vật, biết dính cái gì, bỏ lên đi, câu lần hai cần mất thời gian quá. Phải cá thì cho lên đi nha, chứ đừng cứ để đứt nhợ gì. Mày cuốn thâu vô nhiều đi, khóa, lâu nhích lên nấc nhích hoài kéo lên hoài thôi, kênh kéo lên đi, nãy tao câu cần kia cũng vậy đó. Đó, thâu lên đây, cứ thâu nhích lên hoài nè. Hả? Vô cái gì? Nó còn đó. Cá đó. Nghĩ nhịp cái đọt mà. Cá gì đây không biết. Đúng luôn à. Cá giống hồi nãy cái gì? Cá hồi nãy cái gì nó nghĩ? Cá bự hồi nãy đó, bự nhất á. Hồng bạc hả? Siêu bền nghĩ thẳng lên luôn nè. Nhóng từ nó lên, nó từ nó mệt nó lên nè. Đó nó gị ngược lại đó không? Rồi, một em. Lên. Nhỏ đây. Ui, cá đó nãy giờ không biết cá gì đây. À. Rồi cá đó lên đi, mày cứ thâu nhạo vô hoài đi. Sao nó không lên ta? Cứ thâu từ lên là nó lên nè, à. Thâu từ nhích từ vô. Cá này. Ngắt trời. Cái sim á. Mày hả? dở cần đó đi, cần thôi, tập trung đi. Nó đó, lo cần nó đi. Con chỉ 20 cần mới tập trung, cá nhiều nó đi. Cuốn nhích từ từ lên, nó nặng tay dữ lắm. Nhích từ từ lên. Nghĩ đó nó nghĩ trôi quá. Hả? Nó đâu mà. Thâu lại, ừ. Dở đột lên thâu lại. Thâu lại đi, ừ. Thâu nữa đi. Nãy tuốt kia chạy qua tới đây mà không phải. Nghĩ lên đi. Còn nghĩ ngược không? Kênh sát rồi này. Đâu cá lớn cho mày. Đấy nó đứt tay gãy đọt, đừng cầm sát đọt gãy đọt à. Cầm dây lôi thử ơi, chị thử ơi. Kỳ quá. Cầm dây chị thử ơi. Chị buông ơi. Nó lên đó. Đại nó nhích từ từ lên đi. Lên đó. Rồi, xong phim. Hồi nãy tôi giật cái cá kia cũng vậy đó. Tính nó dính đá không à. Chằn lên chứ. Nó. Không? Nó gãy xuống phải không? Đây. Câu vậy đó nó dễ mất đá lắm, hai sợi dây nó chéo nhau dễ mất đá lắm. Sao xanh nuôi chắc tả lắm ta. Dính à. Con. Ủa. Cái mung gì? Gô. Biển hả? Cái mung. Dính hào luôn, câu dính hào luôn, hào đang ngồi đó. Ủa, có nó ăn đó, nó kẹp ở đó. Nó kẹp ở ăn đó. Con ngư hả? Con gì trời? Bổ nó ra thử coi. Bãi dễ lên rồi, thu cận lên kiếm chỗ nướng cá ăn. Kiếm chỗ nướng cá ăn đây, vô luôn bạn ơi, vô đây đi nè, vô đây. Ừ. Nhiều à. Gì không bỏ vô đây. Chuyện này lên. Xấu gì? Nước quần hết rồi. Rồi đẹp lên. Cái bỏng này dài dài đó, cái cây nó đưa ra nó khô ra đó. Biết rồi, phải tìm coi cái chỗ nào, vị trí nào ngồi nó im. Chỗ này sao lõm chỏm quá vậy? Chỗ này ngồi lõm chỏm quá vậy? Ừ. Cái khô nhóc. Nè gieo ngoài này nè, cái khúc này nè. Bao la. Giờ bẻ cây khô nướng cá ăn các bạn ơi. Bẻ nhỏ nhỏ thôi. Đây cái cô này bẻ nhỏ nhỏ thôi, đừng bẻ lắm. Đó, ông bẻ đi, tôi bẻ nhánh ra, ông bẻ nhỏ nhỏ đi. Chỗ này nè chị. Sạch sẽ nè. Đây nè, bằng trang nè. Thảy trái dừa này ra nữa. Đó, ok liền. Đây mình ngắm ngã ba nè. Gió biển nè. Do luôn. Quá trời sò ốc rồi. Ê cái này lụm về bỏ vô cái hồ thủy sinh đẹp lắm nè chị. Mấy ốc này nè. Quá trời biết nhiều luôn các bạn ơi. Ốc đẹp hết biết luôn. Đây. 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 Ồ cái con này ốc gì đẹp quá. Ốc gì đẹp quá trời luôn nè. Ui, nhúm lửa con này nè. Bên đây gọng nè. Đây gọng sạch nữa nè. Quá trời. Đẹp quá các bạn ơi. Được chưa? Ốc trắng trắng này đẹp quá nè chị. Nè. Quá trời. Ốc trắng trắng này đẹp nè. Lụm về bỏ vô hồ thủy sinh. Quá trời nhiều ốc rồi. Trắng nè. Đây đây. Đây. Biết là bao nhiêu luôn. Quá trời ốc đẹp quá. Đây, con này còn sống gì nè. Tươi nè. Rồi, để đi lát mình đi lụm sau. Bây giờ mình nhúm lửa. Gom này để đây đi, lát mình lụm sau. Bây giờ bẻ nhánh cây nhúm lửa. Ở đây. Lá dừa nè. Lá dừa khô. Ồ, đưa nguyên tàu dừa đây. Tàu dừa đủ rồi. Khỏe. Có lá dừa nhúm ngon lành luôn. Quá trời sướng luôn. Ừ. Về tét vài lá thôi, nào ấy đốt tét nữa. Thoải mái. Đó. Bắt lửa là cháy gì đó. Nhúm cá hoang dã ăn. Dừa đảo hoang. Rồi được rồi, thấy gỗ lớn nữa cho nó lát có lửa than. Gỗ nhỏ để dành riêng ngoài đi. Cháy hỏi chuỗi hết rồi. Tại sao nó có khúc gỗ cái bự rồi. Cây đang lát đưa vô. Ung nó gì nó thấy nó cháy chưa vậy? Chưa, mới bắt lửa. Có lá dừa này đốt mau lắm. Nó khúc gỗ. Cá thì thảy lên thôi khỏi mần ha. Miếng mội ăn nguyên con, ăn như người gừng nha. Ê, nước gì cháy hết. Đợi có lửa than không để lên. Hả? Chơi nguyên nồi lên luôn rồi. Rồi hồi nó thành cho hết trơn, khỏi ăn. Miếng mội hả? Miếng mội là chơi như người gừng vậy. Người đổ lên ăn thôi. Đây là cá nào nãy dùng cá này xuống tay hết biết luôn.